Ngày 10 tháng 1, Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể năm 2021. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2021, toàn tỉnh thành lập mới 67 hợp tác xã, 18 tổ hợp tác, nâng tổng số hợp tác xã trong toàn tỉnh lên 454, tăng 7,5% so với năm 2020. Các tổ chức kinh tế tập thể thu hút 15,2 nghìn thành viên với 26 nghìn lao động. Doanh thu bình quân đạt 2,23 tỷ đồng một năm một hợp tác xã, lợi nhuận bình quân 250 triệu đồng một năm một hợp tác xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt 4,16 triệu đồng một người một tháng. Tổng lợi nhuận của các tổ chức kinh tế tập thể đạt trên 132 tỷ đồng, chiếm 0,43% GDP toàn tỉnh. Tổng nộp ngân sách nhà nước ước đạt 5,083 tỷ đồng. Năm 2022, Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh, đề nghị Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể, đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, văn bản, quy phạm pháp luật mới ban hành và nâng cao năng lực nguồn nhân lực hợp tác xã, chú trọng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo quy định, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy kinh tế tập thể.